Và mỗi ngày một con số, hôm nay FBNC muốn nhắc đến mốc thời gian tháng 6 2014. Đây là thời điểm dự kiến Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ đề án cho sáp nhập sàn chứng khoán Hà Nội và sàn Thành phố Hồ Chí Minh thành sàn chứng khoán Việt Nam. Dự kiến sáp nhập hai sàn chứng khoán đã được đề cập từ năm 2011, sau hơn 2 năm, đến nay Ủy ban Chứng khoán mới đưa ra được mốc thời gian cụ thể để khởi động. Một trong những băn khoăn lớn nhất từ giới đầu tư mà chúng tôi ghi nhận được đến nay quanh đề án sáp nhập này là làm sao thống nhất được các tiêu chuẩn niêm yết và giao dịch đang khá khác biệt giữa hai sàn. Hiện giá trị vốn hóa toàn thị trường chứng khoán đã vượt 31% GDP, trong đó riêng sàn Thành phố Hồ Chí Minh đã chiếm 27% GDP, tương đương 40 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, vậy từ nay đến tháng 6, câu chuyện sáp nhập hai sàn chứng khoán sẽ diễn tiến thế nào? Chúng tôi đã ghi nhận được câu trả lời này từ một đại diện của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đang hoàn tất những cái dự thảo cuối cùng và lấy ý kiến các bộ ngành. Để theo đúng cái chương trình thì Bộ Tài chính sẽ phải trình Thủ tướng Chính phủ cái đề án về hợp nhất hai sở giao dịch chứng khoán vào trong cái tháng 3 của năm 2014. Trên cơ sở đó thì Thủ tướng Chính phủ sẽ có cái ban hành cái quyết định phê duyệt cái đề án về hợp nhất hai sở giao dịch chứng khoán. Và cũng theo chương trình thì dự kiến vào tháng 6 của 2014 thì Bộ Tài chính sẽ trình Thủ tướng cái quyết định thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Thưa quý vị, liên quan đến những băn khoăn của các nhà đầu tư quanh chuyện hợp nhất có thể khiến các doanh nghiệp đang niêm yết tại sàn Hà Nội sẽ phải đáp ứng các yêu cầu cao hơn về niêm yết, quản trị công ty, tính minh bạch. Ủy ban Chứng khoán cho hay sẽ có một lộ trình để thống nhất các khác biệt này. Tôi cũng chia sẻ thêm là cái việc hợp nhất các cái sở giao dịch trên cơ sở thành lập một cái Sở Giao dịch Chứng khoán mới, chúng ta cũng phải tuân thủ theo một cái lộ trình để tránh những cái xáo trộn trên thị trường, đảm bảo một cái sự phát triển ổn định bền vững của thị trường trên cơ sở là phân định các cái khu vực của thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu và đồng thời chúng ta xây dựng cái thị trường chứng khoán phái sinh. Vì vậy chúng ta phải cần có một cái lộ trình và các lộ trình này chúng ta có thể sẽ thực hiện khoảng từ 2015-2016.